quá xuất sắc. Đi trốn bão đúng không? Thì đây các người cá đang tập luyện trong mưa bão. Đây là người cá Noemi, người cá Emily và hai bạn người cá sẽ bơi trong mưa bão như thế nào, chúng ta hãy cùng xem nhé. 1 2 3 bắt đầu. Bơi hay không? Các bạn thích làm người cá chưa? Mấy em có muốn nói gì với mấy bạn không? Nói tiếng Pháp làm người cá thật tuyệt đi. Tôi sẽ cho các bạn coi khả năng ngôn ngữ của các người cá nha. Làm người cá là ít nhất là phải biết 2 thứ tiếng. Coi bạn người cá Noemi biết bao nhiêu thứ tiếng nha các bạn. Làm người cá thật tuyệt. Là tiếng Việt. Bây giờ tới tiếng Anh nè. It's great being a mermaid. Rồi bây giờ tới tiếng Pháp nè. C'est chouette d'être une sirène. Bây giờ tới tiếng Hoa nè. Miễn gỡ. Rồi, các bạn ơi, bây giờ tiếp tục các người cá sẽ tập luyện đây.